Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2024. Em muốn chúc cả nhà mình có một buổi chiều vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Trở lại với cái video này thì em xin phép chia sẻ và cập nhật những thông tin đáng chú ý, tổng hợp những thông tin mà cô chú anh chị và các bạn mình đang quan tâm. Cô chú anh chị và các bạn mình cũng biết Phương Mama lên trên đường live đã xúc phạm và nói anh Linh Tý, chị Bích Trâm và cũng như là gọi tên ba mẹ của anh Linh Tý, nói ba mẹ anh Linh Tý và tăng bốc người chồng của mình, đó là Vũ Công Công, cho rằng Vũ Công Công là ngôi sao hạng A, Linh Tý Bích Trâm là ngôi sao hạng B và cũng như là bác Linh Tâm và cô Cẩm Thu không có một cái dây diễn nào để đời này kia nọ của chú anh chị. Đó là những lời xúc phạm anh Linh Tý bảo vệ ba mình bằng một cái status. Xin mời cô chú anh chị và các bạn mình lắng nghe ha. Nghệ sĩ cải lương ngoài chuyện hát thì còn cái vai diễn là vai diễn để đời. Nói gọn lại nhé, chích sơ sơ, ba mẹ tôi đều có vở bài ca Tìm Mẹ và tất cả nghệ sĩ thành danh đều như vậy, nên tôi không bao giờ dám tự xưng mình là nghệ sĩ là vậy. Chẳng hay nam nữ nghệ sĩ kia có vở diễn hay vai gì mà được lên hạng A, nghe nói coi chơi, nói nghe coi chơi, suy nghĩ cái coi, hay là chỉ giống ông nội rồi mới được nổi tiếng mà giờ mà nhờ cái drama này mới nổi tiếng lại mới đau. Bữa tôi đã nói mé mé không chịu hiểu, cứ muốn nói thẳng nghe. Anh Linh Tý lên một bài viết rất là hay của chú anh chị. Đã xúc phạm và đụng chạm tới ba mẹ mình thì anh Linh Tý cần phải lên bảo vệ. Anh Linh Tý đã khẳng định và cho rằng bài ca Tìm Mẹ đó chính là bài ca đời đời của bác Linh Tâm và cô Cẩm Thu. Còn đối với anh ca sĩ nam nữ, vì sao gọi là nam nữ các nha? Vì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, nam hay nữ thì cũng chẳng biết, không lẽ ra sân khấu gọi xin mời ca sĩ nam nữ ra trình bày ca khúc nào đó. Đúng không cả nhà? Ca sĩ nam nữ mà anh ta chính là chồng của Phương Mama. Em thì cho rằng anh ta là một người nghệ sĩ, mình không phủ nhận anh ta là một người nghệ sĩ, nhưng để có một cái vai diễn mà để đời, để có một cái vai diễn mà để người ta nhớ tới thì thật sự có không cô chú anh chị? Nếu mình là một ngôi sao, nếu là mình một người là một người tài giỏi thì thật sự không ai mà gọi là dám dỗ ngực xưng tên như vậy đâu cô chú anh chị. Không ai dám dỗ ngực xưng tên ta đây là hay, ta đây là tài giỏi cả ha. Một cái danh nghệ sĩ ưu tú hoặc là cái danh nghệ sĩ nhân dân đó, để cho cộng đồng mạng, để cho khán giả người ta tự nhận xét ha. Không ai mà lên gọi là dỗ ngực, ta đây là tốt, ta đây là giỏi, ta là đây là hay. Nhưng em khẳng định với cô chú anh chị và các bạn mình như thế này, anh nghệ sĩ ưu tối này, anh ta đó thì không biết giỏi như thế nào hay cỡ nào, nhưng mà khi tham gia vào cái drama này á thì anh ta có một cái vai diễn rất là hay, có một cái vai diễn cực kỳ là hay và để đời luôn cô chú anh chị. Đó là cái vai anh hai. Cái vai anh hai đó cả nhà mình còn nhớ không ạ? Đi đâu cũng anh hai, làm gì cũng anh hai. Cuối cùng thì anh hai cũng về với lại Phương Hoa Ma. Rồi cái vai anh hai thì lại đi vào dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ tới thì người ta sẽ nhắc về cái vai diễn của anh hai. Vai anh hai là cái vai mà người ta nhớ nhiều nhất. Bên cạnh đó thì nhờ vào cái drama này á thì anh ta mới được nhắc tới và nhớ tới nhiều hơn, chứ trước đó thì coi như là chìm xuống tận đáy biển rồi của chú anh chị. Và bên cạnh đó nữa, mỗi lần ra cái MV hay là đi đâu đó thì đi hát đâu đó thì anh ta lại nhắc tên người cha nuôi của mình, đó là cố nghệ sĩ, để làm gì cả nhà? Để đánh bóng tên tuổi, để người ta nhắc nhớ tới mình nhiều hơn. Không ngờ anh ta lại đòi tiền, đòi bàn thờ, đòi hàm răng. Vợ thì đòi răng, chồng thì đòi bàn thờ, vậy đó mà lại lấy hình ảnh của cha nuôi của mình ra. Không có bảo vệ con gái của cha mình, không có gọi là giúp đỡ, quay qua quay xe, gọi là lấy hình ảnh của cha để PR cho sản phẩm của mình, PR tên tuổi của mình. Như vậy có phải là những cái vai để đời không cô chú anh chị? Đó là vai chơ chẽn, vai cháo chở và cũng như là like những cái vai lật lọng đó cô chú anh chị. Cái vai anh hai là cái vai mà người ta nhớ tới nhiều nhất. Thì trước đó thì em không phủ nhận nha, anh ta là nghệ sĩ, thật sự em không phủ nhận anh ta là cái gì cả. Nhưng em cũng khẳng định với cô chú anh chị mình, anh ta là nghệ sĩ đó, trước đó là nghệ sĩ đó. Nhưng mà từ khi mà đến với drama này, đến với lại Phương Mama thì không còn nữa cả nhà. Cái tâm, cái tầm và cái đạo đức của anh ta coi như là bị vứt rồi, bị vứt xọt rác rồi, không còn là một người nghệ sĩ thật thụ nữa rồi, bị biến chất rồi, biến chủng rồi cô chú anh chị. Đó là cái thông tin ha. Phương Mama phải nói rằng bà ta bả lắm cổ nhiều tiền nên xem thường người khác, lên tự xưng, dỗ ngực xưng tên. Mà một thông tin nói về Phương Mama thì em lại còn nhớ
một cái video mà Phương Mama quay với con của bà. Bà hỏi tới hỏi lui con bà về vấn đề trình độ học vấn con bà như thế nào, giỏi ra sao. Rồi sau đó thì bà chỉ vào tấm hình của bà và Vũ Công Công chụp chung với nhau. Thì con của bà mới ngập ngừng mới nói, bà mới đố con, bà đố con cái người mà đứng chung với mẹ đằng kia tấm hình đó là ai. Thì con bé nó mới nói là Vũ Công Công, kêu bằng chú cả nhà, kêu bằng chú chứ không có kêu bằng ba. Đúng, đáng lẽ rồi là ba dượng chứ đúng không cả nhà. Nếu là vợ chồng đó thì phải dạy cho những đứa con của mình gọi là ba chứ, ba dượng, hoặc là kêu bằng dượng, không kêu bằng ba thì kêu bằng dượng, chứ đâu mà kêu bằng chú kỵ ta, hơi bị lạ nghe cô chú anh chị. Cho dù nó là hợp đồng thì mình lên video thì mình cũng phải nhắc nhở con mình cho kêu gọi cho nó chính xác, cho nó có tôn ti trật tự. Chú là sao cô chú anh chị, gọi chú là sao? Theo như em nghĩ, nếu mà trường hợp đấy là con của bả, con riêng của bả, thì gọi người chồng sao phải là dượng hoặc là ba dượng. Chứ gọi chú thì hơi bị kỳ kỳ, hơi bị sai sai đúng không cô chú anh chị? Giấu đầu thì lòi đuôi rồi. Thì bả cũng thừa nhận, hợp đồng đó, thì đó thì hợp đồng thì đã sao, hợp đồng thì sao, thì cái đó chỉ là bức bình phong để cho họ có những cái cớ, cho họ có những cái việc làm của họ thôi cô chú anh chị. Vừa rồi á thì chị Bích Trâm cũng lại tiếp tục lên một cái dòng trạng thái như thế này. Lúc ngồi ngoài biển á thì cô Phương Mama này á mới dụ là chị Bích Trâm lấy mỹ phẩm của Nhật mà không biết là Nhật gì hay cô chú anh chị, lấy sản phẩm của Nhật về bán. Rồi chỉ mình phải có chiêu like kiếm tiền tỷ như chị. Mình nói giá cao quá, chị nói giá để vậy thôi chứ bán bao nhiêu cũng được. Giờ mình mới hiểu Nhật nhưng không phải phải của Nhật hay không. Giờ mình mới hiểu Nhật nhưng không phải của Nhật. Cả nhà mình thấy rồi đó. Thì trong chị Bích Trâm lên cái Tata Tết này á, thì bắt đầu bà nhảy đỏng lên, bà nhảy dựng lên như nước sôi đổ hán, như kiến lửa cắn vô hán của chú anh chị. Bà mới lên một dòng trạng thái, bà nói này nói nọ, nói đủ thứ, nói tùm lum hết trơn. Rồi những trái sòi thối, những cái trái sòi non, sòi rụng, sòi rơi, sòi rớt đó mới vào tấn công, tấn công chị Trâm, cho rằng là chống phá nha, chống phá cái gì doanh nghiệp này kia nọ. Bà lên một dòng trạng thái như thế này nè cả nhà. Trâm viết sờ ta Tết nói mỹ phẩm, nói mỹ phẩm của bà đó không phải là của Nhật nhưng sợ không dám ghi đúng tên chị và tên thương hiệu. Tại sao? Chị yêu cầu Trâm có bản lĩnh hãy viết lại status vừa đăng nói về mỹ phẩm không phải của Nhật, dám không? Trâm viết đúng luôn tên thương hiệu mỹ phẩm và nói rõ không phải xuất xứ từ Nhật, dám không? Đưa ra luôn bằng chứng luôn, dám không? Chị nhắc nhở một lần Trâm và những người cùng hội cùng thuyền đừng đụng tới doanh nghiệp của bả ha, và đừng đừng đụng tới cái phòng răng u mê của bả. Nói nhẹ, Trâm đã xin chị để được bán mỹ phẩm nhưng chị không đồng ý. Chị nói hết hàng, Trâm than thở không làm ăn giỏi, Trâm kêu chị chia sẻ chỉ dạy. Trâm nghĩ gì? Chị khi Trâm còn cần chị chia sẻ chỉ dạy mà chị lại kêu Trâm bán mỹ phẩm cho chị. Cho chị cười cho chỗ này ca ca. Lúc ngồi ở biển, lúc đi ăn trực ngủ ké không ngại phải không hôm đó không? Nó tiếp tục nha cả nhà. Tiếp tục lại là ngủ ké ăn trực, bà chửi người ta nữa cả nhà. Tiếp tục bà chửi người ta ăn trực ngủ ké. Ăn trực ngủ ké mà người ta đưa 200 đô. Người ta đưa 200 đô, tới bây giờ thì không chịu trả, đòi hàm răng đòi bàn thờ, mà mời người ta đi mà bảo người ta đi ăn trực. Mời thì phải người ta phải đi thôi cô chú anh chị ha. Mình nói thật sự mà nói, nếu mà trong cái cách đối nhân xử thế giữa người với người với nhau á, thì cái vấn đề mời đi á cô chú anh chị, thì gia đình người ta đi thì mình phải tiếp. Ví dụ như đối với em, bản thân em ở dưới quê nha, còn đối với bà Phương Mama này như thế nào thì em không cần biết, tại con người của bà nó hơi khác lạ so với những người khác. Ví dụ mình mời một người mà người đó lỡ có dắt theo là em hoặc con hay là chồng đi theo hai người ba người gì đó, thì mình cũng vẫn vui vẻ niềm nở mình, vì mình biết người đó là người bạn của mình, người quan trọng, người một người gì đó mà mình được mời tới, thì mình tôn trọng họ, mình quý họ thì mình mới mời, còn họ quý mình thì họ mới đi cả gia đình, ví dụ vậy. Thì mình cần phải tiếp đón niềm nở, vui vẻ, quan hỷ của chú anh chị, chứ không phải là đi về xong người chửi người ta ăn chực củ ké như vậy. Đó là sai hoàn toàn, đó là tính cách mà gọi là đặc biệt, đột biến của bà Phương Mama này. Thật sự không thể nào chấp nhận được những cái việc làm mà bà chửi người ta ăn chực củ ké như vậy được ha. Ai dám đi với bà nữa cô chú anh chị. Sau này Vũ Công Công bị bà chửi lên bờ xuống ruộng cho mày. Mà có chuyện gì nha, thì Vũ Công Công là người bị chửi nhiều nhất.
Về làm ô sin, về làm pha sữa, rồi sau đó thì làm sao cô chú anh chị, chỉ là bức bình phong để cho bà thỏa mãn những cái việc làm của bà ở phía sau thôi cô chú anh chị. Nếu mà thật sự nói về mà cái độ nhục và cái độ trơ trẽn của cái bà này thì bà này bà không biết nhục, bà không biết gọi gì là trơ trẽn đâu. Và cái người mà nhục với cô chú anh chị biết ai không ạ? Những đứa con của bà. Thật sự có những người mẹ, có một người mẹ như vậy thì cảm thấy quá là nhục, quá là nhục luôn. Bạn bè nó sẽ nói như thế nào, đúng không cả nhà? Đó thì thôi kệ, bà cứ nói gì nói cô chú anh chị, chúng ta cứ thẳng thắn nhìn nhận rằng những lời chị Bích Trâm nói thì từ trước tới giờ vẫn như một, không có gì thay đổi ha. Đó. Nhưng mà em thấy đứng ở một cái góc độ mà mình nhìn nhận á, đứng ở một cái độ mình nhìn nhìn nhận á, là cái sản phẩm gì mà mười mấy củ mà sale xuống một củ mấy, thì cô chú anh chị mình nghĩ đi ạ. Cái nào cũng vậy, tiền nào của đó đúng không? Phải như là một cái hàng gọi là xịn sò thì cái giá ví dụ mười mấy củ thì giảm tầm vài trăm ngàn đó, thì mình coi nó là ok. Còn sản phẩm gì mười mấy củ mà sale xuống củ mấy mà giảm giá cái kiểu gì cô chú anh chị, cô chú anh chị mình nghĩ đi ạ. Sản phẩm gì đúng không ạ? Bây giờ Hồng Loan cũng từng bán sản phẩm nè, Bích Trâm cũng bán nè, chị Ba Bình Tinh cũng bán nè, mà mọi người đều bán hết, ta không có sale cái kiểu đó đâu. Ví dụ như sản phẩm 1 triệu người ta bớt 100 200 ngàn, còn 700 800 là cùng, chứ không ai mà mười mấy củ mà sale sập sàn xuống còn củ mấy đâu cô chú anh chị. Đó là những cái gọi là chiêu trò lùa gà, lùa gà họ đánh vào lòng tham của người ta, và cũng như là bán cho những cái trái sò non sò thúi thôi, chứ ai mà mua, đúng không cả nhà? Không ai mà mua cái kiểu đó hết trơn á. Rồi ha, em qua một Rồi, thông tin khác cho cô chú anh chị mình tìm hiểu nè. Một thông tin đó là mấy ngày hôm nay con heo tai xanh nó lên, nó nói bồ sô huy lê nói được rất là nhiều cô chú anh chị. Thì hồi lúc nãy bồ sô huy lê cũng có đường like trên một cái đường nền tảng TikTok rồi, bồ sô huy lê cũng có giải thích rõ ràng rồi là bồ sô huy lê không có nợ nần gì nó hết. Cái sô ở Tây Ninh và Bình Dương thì không may là bồ sô đã dính vào nó, dính vào con heo là cũng như là hùng hạp với nó để làm sô. Thì lúc đó thì cô chú anh chị, lúc đó thì cái thời gian đó thì con heo nó chưa có cắn Hồng Loan. Lúc đó cái thời điểm đó hình như là con heo nó ủng hộ Hồng Loan. Cả nhà mình còn nhớ con heo nó từng quay video với bồ sô Huy Lê ở núi Bà Đen ở trên Tây Ninh không cả nhà. Cái thời điểm đó thì con heo nó còn ủng hộ Hồng Loan. Sau này thì nó mới xin lỗi cô Sáu. Rồi sau đó bắt đầu nó quay qua cắn. Cắn cả nhà, nó cắn Hồng Loan dữ dội hơn. Vì cái gì? Vì cái lòng tham, vì cái gì? Vì cái tiền, cái tâm tánh, cái con người của nó. Thì nó lên nó nói bồ sô á, là cung cấp thông tin cho phía bên Linh Tý, Chí Cảnh. Thì xin xin thưa với cô chú anh chị và các bạn mình như thế này nè, là cái show ở Tây Ninh và Bình Dương đó thì em có đi cùng với anh Huy Lê để quay YouTube, thì em được biết rằng á, là thời điểm đó thì anh của con heo này có chở em đi, thì đi bằng trên chiếc xe xe 7 chỗ 5 chỗ, với chiếc xe hình như là Xpander như cô chú anh chị có đi. Thì em có biết được anh này, em cũng có nói chuyện với anh này một vài câu. Lúc đó ở cái gì ở Bình Dương á, thành phố mới cô chú anh chị, trung tâm hành chính thành phố mới có 2 cái tòa nhà, có 2 cái trụ đó. Thì anh Huy với lại một anh nữa đi vô làm giấy tờ, thì em ngồi ngoài nói chuyện với anh đó, thì nói chuyện bâng quơ thôi, thì em cũng biết được anh ta. Nó thì vô tình hôm bữa cả nhà mình nhớ cái ngày mà con heo nó đòi liếm em ở cái đám tang đó, nó nói nó ngồi như cái đống xịt, tại sao em không quay nó, tại sao không đánh chửi nó, tại sao không làm gì nó, bỏ cái về bỏ chạy này kia nọ đâu cô chú anh chị nhớ mà. Thì cái bữa đó đó thì con heo nó đi chung với anh hai của nó, thì em mới ủa ngờ ngợ ra, ủa tại sao anh này giống 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 cái anh mà chở mình đi quá vậy. Thì em mới hỏi anh Huy Lê có phải hay không, thì anh Huy Lê nói ừ đó là anh hai của con heo. Thì vậy thôi, đơn giản vậy thôi cô chú anh chị. Và cái ngày mà ở trên Tây Ninh á, ngày trên Tây Ninh á, thì em cũng đã từng thấy là con heo ngồi trong phòng vé, con heo với lại anh hai nó thì đứng ở ngoài để bảo vệ để soát vé hay gì đó, thì em cũng từng thấy cô chú anh chị. Nhưng mà lúc đó thì con heo nó chưa, hình như là nó chưa cắn Hồng Loan, thì em đâu có nói gì đâu. Rồi sau này á, thì em mới 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 mới, mới biết được ha, cô chú anh chị, sau này em mới biết được thôi, mới biết được là con heo nó đã từng hùng hạp như vậy, nhưng mà lúc đó em chưa nói thôi. Rồi ha, đó là thông tin mà em biết được thôi. Lúc đó cái thời điểm đó là ngày nào tháng nào thì em quên rồi, em không nhớ nữa. Ở trên Tây Ninh đó cả nhà, thì đi xe là của anh hai con heo đó, vậy đó mà nó lên chửi anh Huy Lê quá trời, nó chửi anh Huy Lê thiếu nợ tiền nó này kia nọ. Nhưng mà anh Huy Lê cũng đã khẳng định trên cái đường live TikTok rồi là không có nợ tình, không có nợ tiền không có nợ tiền gì nó nữa cả.
Chỉ là cái tiền xe gì đó thì anh Huy Lê cũng đã hoàn trả và gửi cho nó rồi, coi như là xong, dứt điểm, không chơi nữa, đúng không cô chú anh chị? Không chơi nữa, anh Huy Lê đã rõ ràng rồi và thẳng thừng nói trên đường line. Và trên đường line đó thì nó cũng có vào của chú anh chị. Nó nói là anh Huy Lê cung cấp thông tin này nọ, và một thông tin nữa thì em có nghe loáng thoáng mà không biết đúng hay sai. Nó nói gì nè, tại sao là anh, có phải anh Huy Lê đã cung cấp thông tin con cái nhà cửa của nó cho anh Chí Cảnh hay không, mà tại sao Chí Cảnh biết về con cái của nó, của con heo, và thông tin nhà cửa này kia nọ đó của con heo? Thì cô chú anh chị ơi, thật sự mà nói nha, trong cái drama này á, khi chúng ta đã tham gia vào cái drama này á, thì một khi mà ai muốn biết cái nhà của người nào đó, ví dụ cô chú anh chị mình còn nhớ cái vụ việc mà cái thằng Đôn Lằng ở dưới Đồng Nai đó, nó lên nhà nó tìm Linh Tý Bích Trâm mà bị camera quay lại được không cả nhà? Cái thời điểm đó đó là anh Linh Tý và chị Bích Trâm gọi là định là kiện nó, là đến để làm gì đó cô chú anh chị, đến tìm nhà để làm gì đó cô chú anh chị biết không ạ? Cái video đó được đăng lên thì có rất là nhiều cô chú anh chị mình, là có nghĩa là ở gần nhà nó, thấy nó làm những việc như vậy và cũng như là rất là ghét nó, và cung cấp thông tin cho phía bên Linh Tý Bích Trâm và cũng như là anh em YouTube rất là nhiều của chú anh chị, thông tin chính xác nhà nó ở đâu và làm gì luôn của chú anh chị, chứ không cần phải gọi là đi người này cung cấp người kia cung cấp thông tin đâu, chỉ khán giả thôi, chỉ cần khán giả thôi cả nhà. Tại vì mình sống phải á, thì cô chú anh chị mình yêu thương, còn mình sống không phải á, thì những người thân mình đưa cái bộ mặt của mình ra như thế này nè, giống như em ngồi em nói nè, sau này mà em bị một cái việc gì đó thì những người mà thân của em á, những người mà lân cận ở quê ở xóm ở làng của mình á, thì họ cũng biết được, họ cũng cung cấp thông tin họ để phót mình thôi, đúng không cả nhà? Chứ sao gì cũng vậy thôi à, chứ không bao giờ chạy, không cần phải đợi người trong cuộc hay là đợi ai cung cấp thông tin giống như là nó nói đâu, giống như nó nói anh Huy Lê là cung cấp đâu, không có đâu của chú anh chị. Khán giả là người cung cấp là nhanh nhất và nhạy bén nhất đó. Bây giờ trên mạng cộng đồng mạng á, cô chú anh chị mình chỉ cần lên hỏi một chút xíu thôi là khán giả cho cô chú anh chị mình câu trả lời. Ví dụ ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh mà muốn biết ở Hà Nội đó, ở Hà Nội đó bây giờ tôi muốn ăn cái bánh gì ở Hà Nội đó, thì cô chú anh chị mình sẽ biết ngay lập lập tức liền. Khán giả ở Hà Nội sẽ chỉ cho, cái bánh đó ở đường đó, quận đó gì đó, ở đường này bà gì bán luôn đó. Thậm chí là cái số địa chỉ chính xác luôn để cho mình đi tới mua luôn cô chú anh chị. Chỉ cần mình hỏi thôi, khán giả rất là hay ha. Khán giả sẽ chỉ cho mình luôn cô chú anh chị, không cần search Google luôn, chỉ cần khán giả chỉ thôi. Nó rất là ngay, rất là hay luôn, mạng xã hội mà. Nhưng mà nó lại nó nói là anh Huy Lê nói. Cô chú anh chị mình không cần phải anh Huy Lê nói đâu. Còn cái vấn đề mà vấn đề gì nè, vấn đề về con heo á. Em có nghe loáng thoáng nó nói gì, anh Chí Cảnh nói về con gái của nó. Thì thật sự mà nói là em không biết thông tin đó từ đâu thì em không biết. Nhưng chính bản thân em cũng biết luôn cô chú anh chị. Em cũng biết luôn nhưng mà em không nói, tại vì trong cái drama này á, em sẽ không đem qua đứa những đứa con nít ra để nói, vì nó không có liên quan, vì nó không có tham gia drama, ai làm thì người đó chịu ha. Khán giả cũng cho em biết ha, chị, những chị bán trà đá cho em biết về thân thế của con heo rất là nhiều, nhưng mà em chưa nói của chú anh chị, và cũng như là em không nói về con nít ha, chứ chắc chắc em biết con heo nó như thế nào ha, đặc biệt là phía sau lưng con heo, ai là người chống lưng cho con heo mà nó mạnh miệng như vậy, và nó có giàu không của chú anh chị, mà nó cho rằng là nó dỗ ngực xưng tên là anh Huy thiếu nợ nó. Ngày xưa thì cô chú anh chị mình từng thấy á, là đã từng lên để xin tiền cộng đồng mạng để đóng tiền phạt gì đó, bảy củ rữ đó cả nhà còn nhớ không ạ? Còn hiện tại tới bây giờ thì phía sau lưng của con heo ai là người chống lưng em cũng biết rất rõ, cô chú anh chị em cũng là người biết rất rõ ha. Cô chú anh chị mình em đã, nếu để ý kỹ những cái video trước thì em đã từng nói cái túi xách con heo đang mang, nó mua hay là ai tặng nó, và cái túi xách đó xuất xứ từ đâu, từ đâu có thì cô chú anh chị mình cứ để ý đi ạ. À, từ bên đảo bên về cô chú anh chị, ai cho nó thì cô chú anh chị mình cứ nghĩ đi ạ. À, em biết nhưng mà chẳng qua là nhiều khi mình không đụng chạm tới con cái của nó thôi, thôi kệ nó, ai làm thì mình người đó chịu, người lớn làm thì người lớn chịu, chứ đừng có đem nít vào. Em cũng không muốn về vấn đề mà gia đình, nhân thân, con cái, vợ chồng, bao nhiêu đời chồng, bao nhiêu đời vợ, hay là con cái như thế nào, mập to ốm bấm béo ra sao, và công việc làm của họ, thì cô chú anh chị mình thật sự em chưa bao giờ em nói ha. Nó chừng nào khi nào mà đụng tạm chạm tới tên em mà nói em thì nói lại thôi, nhưng mà cái con heo này á, nó nói tên em rất là nhiều, kêu gọi tên em rất là nhiều của chú anh chị. Cái con heo tai xanh này á, là cái con mà gọi là chúa, chúa hổng và chúa mắt dạy. Hồi nãy lúc mà anh Huy Lê á, anh có like thì nó mới nói một câu như thế này nè, em chụp màn hình lại được của chú anh chị. Nói tóm lại, muốn khán giả bị lây, muốn không bị lây thì phải quản được mấy cái mõm chó xung quanh anh,
Đó, cô chú anh chị mình thấy không ạ? Nó chửi ha, nó chửi anh em YouTube, nó chửi những người mà gọi là thân thiết với chị, với anh Huy Lê. Nó nói là muốn không bị lây thì phải quản được mấy cái mõm chó. Ủa vậy cái mõm của mày là cái gì con heo? Mõm mày là mày con người hả? Mày con người hả? Mày chửi người ta chó. Mày là con gì mà mày chửi mày nói là quản? Anh Huy Lê không bao giờ quản được hết trơn, mày hiểu không? Mỗi người đều có một cái tự do ngôn luận, mỗi người đều có một cái sự hiểu biết, không cần phải hỏi anh Huy Lê điều gì đâu. Mà nãy giờ thì tao cũng giải thích cho mày rồi đó, là muốn biết được một người nào đó thì rất là dễ ha. Không lẽ mày không ra đường, cả đời mày không ra đường ha? Không lẽ con cái chồng con mày không ra đường, bà con thân thuộc mày không ra đường, hàng xóm mày không ai biết mày sao? Mày sống độc lập hả? Trừ khi nào mày đào lỗ mày chôn xuống á, hoặc là mày lên rừng sâu á, mày sống ẩn cư trên đó đó, thì may ra người ta không biết mày nhiều. Chứ còn mày sống ở một cái đất nước, sống ở một cái thành phố mà gọi là sầm uất, à, mày đi tới đi lui ra, đi tới đi lui hàng ngày đó, ai cũng biết hết trơn á, không cần phải anh Huy Lê đâu, không cần phải anh Huy Lê thông thông báo và cũng như là tiết lộ đâu, chỉ cần khán giả xung quanh đó thì họ cũng cho biết rồi. À, mình nên nhớ ha, cái tin nhắn này á, mày chửi mày thật sự quá ngông cuồng, mày quá ngông cuồng đi con heo à. Tao nói mày rồi, ông trời cao có mắt, ông trời cao nó có mắt ha, trước sau gì mày cũng gọi là trả cái giá của mày thôi. Và cái câu cuối cùng tao muốn gửi cho mày á, mày nhắn tin với anh Huy Lê á là xong cái drama này thì hết chuyện, anh em mãi mãi là anh em. Trời, vậy là mày nói cái câu đó thì mày chứng tỏ rằng á, mày đã bán đứng cái con người của mày rồi. Mày đến với drama này á, chẳng qua là mày chửi vì mày kiếm tiền, vì sau lưng mày á là có người để gọi là chống lưng mày, sau lưng mày á là để gọi là có người gọi là bơm máu cho mày, mày mới chửi như vậy thôi ha. Mày chửi theo đơn đặt hàng, mày chửi thuê mà quá rõ ràng. Hôm nay thì chính miệng mày đã nhận rồi ha. Trong cái câu cuối cùng á, mày nói với anh Huy Lê á, drama xong, à, chuyện nó hết, anh em mãi mãi là anh em. Nói cô chú anh chị thấy rõ ràng không ạ? À? Ý là nó chửi cho đã thôi, nó kiếm tiền, nó lợi dụng cái drama nó kiếm tiền, và nó lợi dụng cái người bơm tiền cho nó, để cho cái người mà gọi là cái người bơm tiền cho nó đó là nó hả hê thôi, nó chửi cho người ta thấy hả hê thôi, chứ chẳng có gì đâu cô chú anh chị. Chẳng qua là nó được lợi cả hai đường, nào nó cũng lợi chứ, nó muốn lợi tất cả mà ha. Và một câu tóm lại trước khi kết thúc cái video này á, thì cũng nói cho heo tai xanh biết như thế này nè: đừng quá ngông cuồng, đừng chửi người ta, đừng chửi người ta chó này chó nọ, xung quanh Huy Lê là chó này chó nọ ha, mình cũng không tốt lành gì đâu ha. Chừng nào khi nào mình tốt á, mình tốt hoàn toàn á, mình không có dơ giấy á, mình không có bẩn thỉu á, thì lúc đó mình hả nói người ta. Còn đằng này mình chửi người ta chó này chó nọ thì hơi bị sai nha, hơi không được nha ha. Chưa chắc gì mình hơn người ta đâu, chưa chắc gì mình tốt đâu, chưa chắc gì mình giàu có hơn ta đâu. Mình cũng gọi là chờ cái đơn đặt hàng, có đơn thì mình chửi kiếm tiền, mà mình chửi kiếm tiền để kiếm cơm kiếm gạo mà, đúng không? Trừ khi nào mình chính làm bằng chính cái bản thân, làm bằng cái thực lực của mình đó ha, mình đi ra làm mà được xã hội người ta gọi tôn trọng á, kêu chị này chị kia đó, ai cũng cúi đầu á, thì lúc đó hả hả nói sao. Còn bây giờ mình chỉ là lên mạng xã hội mình nói bằng mởm, mình chửi, mình đem cái mởm mình ra mình chửi để mình kiếm tiền thôi, cũng không hơn kém ai đâu, đừng có chửi người ta chó này chó nọ. Ok ha. Và đó là những thông tin mẹ muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha cả nhà. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo. Có thông tin gì mới á, thì em sẽ cập nhật gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.